hỏi một câu hỏi vô truy còn có nghe một vị sư nói rằng á phi thâm má là một phần của vũ trụ vậy những gì vật thấy biết chỉ nằm trong một phần của vũ trụ hay bậc giác ngộ chỉ dạy cho chúng ta những điều cần thiết đem lại lợi ích cho sự tu tập vậy còn lại toàn bộ vũ trụ là cái gì theo con được hiểu thì từ vũ trụ chỉ là danh chế định Na Ma Nhất Tí được đặt định ra là vũ trụ mà thôi. Quý vị đã hiểu rằng cái từ vũ trụ nó chỉ là danh chế định thì quý vị còn hỏi sư để làm cái gì? Hả? Tức là người ta định đặt cái như vậy người ta gọi là vũ trụ thôi. Hoặc là trong Kinh Bali thì gọi là cái lô cá, lô cá tức là thế gian thì cái cái gọi là thế gian thì nó chỉ là cái danh từ chế định thôi mà quý vị đã hiểu như vậy thì cũng không cần phải hỏi sư để làm cái gì à, nhắc để quý vị nhớ về cái bài kinh Sim Sapa tức là gì à, Đức Thế Tôn nắm một cái nắm lá trong lòng bàn tay ở cái rừng Sim Sapa Đức Thế Tôn hỏi này các tỳ kheo cái nắm lá trong lòng bàn tay của như lai nhiều hay là cái lá trong rừng nhiều thì chữ tăng bạch thế tôn là bạch thế tôn cái nắm lá trong bàn tay của thế tôn là rất là ít không đáng gì so với lá trong rừng thế tôn nói cũng như vậy những gì mà ta biết nó nhiều như lá trong rừng còn những gì mà đã dạy cho các ông ấy, nó chỉ như cái nắm lá trong lòng bàn tay thôi vì sao vì những cái đó là những pháp đưa đến sự giải thoát giác ngộ nghĩa là uh, nó có hai nó có hai kiểu nó có hai cách hiểu một là chỉ những pháp mà đưa những cái pháp đưa đến giác ngộ á, nó chỉ như năm lá trong lòng bàn tay nó, nó rất là ít nó không là nó rất là ít so với cái sự hiểu biết của thế tôn mà thế tôn không có không có truyền cho mình không có dạy mình bởi vì nó không có tác dụng bởi vì sao đường đi đến giác ngộ Ờ, tam tạng nói rất là nhiều tổng hợp lại thì chỉ có tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như túc ngũ căn ngũ lực Thứ giác Chi, bát chánh đạo còn những thứ không liên quan có rất là nhiều ở thế gian sư nói chỉ riêng cái vụ nhảy thôi nhảy ở thế gian thì họ nhảy rất là nhiều ờ, nhảy disco nhảy cha 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 rồi nhảy lambada bada rồi nhảy sport rồi nhảy cái này nhảy kia chỉ riêng cái nhảy thôi nó có rất là nhiều kiểu nhảy rồi thậm chí như sư nói là chỉ riêng về cái kiến thức về cái đôi cái cái giày thôi đó nó cũng là một cái biển kiến thức về giày đôi giày đó mà quý vị từng cái nhỏ nhỏ như vậy đó. rồi ngay cả cái sư thì không phải là phụ nữ nhưng mà sư biết một chuyện đó là ngay cả cái 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 cái, cái son môi đó cái son môi một cái cái cục nhỏ xíu như vậy thôi mà muốn mà hiểu rành rẽ về nó không phải đơn giản đâu đây Nói như vậy để quý vị thấy những kiến thức ở ngoài Ở thế gian này có vô số Có rất là nhiều Từng cái chi tiết vụn vặt nhỏ xíu xìu xìu như vậy đó Nó có rất là nhiều Nhưng mà Cái phương pháp đưa đến giác ngộ giải thoát Thì Đức Thế Tôn nói Chỉ có nhiều đó thôi ừ. Ở phía thầm má cũng vậy Ở phía thầm má là một trong những phương pháp Đưa đến giác ngộ giải thoát Và những cái pháp đức thế tôn nói và nó chỉ là một phần, Đấy, một phần. À, rồi thêm một cái vấn đề nữa đó là gì trong một lần á trong một lần à, đức trong một bài kinh đức thế tôn nói rằng khẳng định á, là ngài sẽ lợi phất đối với khi, khi đối với những cái uh, giáo pháp đức thế tôn đã chuyển, thức thế tôn đã chuyển bánh xe pháp luân, thì ngài sẽ là phất hoàn toàn có thể dựa vào đó để một lần nữa chuyển bánh xe pháp luân. Tức là giả sử như giả sử như uh, đức thế tôn không không còn ở thế gian nữa mà ngài sẽ là phất ngài vẫn còn, thì ngài hoàn toàn có thể thay thế đương nhiên không thể trọn vẹn một phần trăm nhưng mà ngài có thể thay thế phần lớn vai trò của thế tôn ở thế gian này trong cái việc chuyển vận bách xe pháp luân nó đẻ ra một vấn đề như thế này nè à, nó giống như là một cái vị mà giáo sư tiến sĩ hải dương học ha mà kêu vị này chịu khó dạy một cái đứa bé đứa nít 7 tuổi mà nó nó nó, nó khởi động trước khi xuống nước những cái kiểu đó cái khởi động trước khi xuống nước chưa có xuống nước tập khởi động cái kiểu là giơ tay hít thở một hai một hai một hai kiểu như vậy đó tập khởi động vài bước căn bản trước khi xuống nước thì sư hỏi quý vị cái chuyện đó nó có cần phải ừ, nhờ tới một cái vị giáo sư tiến sĩ hải dương học mà xuống mà chỉ một cái đứa nhỏ cái chuyện mà nó còn con như vậy hay không suy nghĩ là không cần ha à, không cần thì cái chuyện đó thì chỉ cần một cái anh một cái người một cái người trưởng thành đấy người trưởng thành bình thường hoặc thậm chí là một cái đứa lớn hơn cái đứa nhỏ nó tí xíu mà nó đã từng đã từng biết trước, đã biết trước rồi, nó dạy vẫn được. Còn còn cái kiến thức của cái vị giáo sư tiến sĩ Hải Dương học nó bao la ghê gớm luôn. Cũng vậy. Thế Tôn là một bậc thế gian giải video Tức là những cái mà Thế Tôn biết nó nhiều lắm, nhiều lắm. Và cái phạm vi thuộc về Phật trí nó lớn lao ghê lắm nhưng mà thấy tôn mà chịu dành thời gian chịu dành cái thời gian quý báu của ngài ra mà ngài hướng dẫn chúng sanh độ chúng sanh người này người kia nó ờ... giống như là bắt ông ông giáo sư tiến sĩ hải dương học mà đi dạy một cái đứa nhỏ mà tập thể dục khởi động cho nó ấm người trước khi mà xuống nước vậy đó nó, nó chỉ dùng dùng một chút xíu thôi cái kiểu mà Uh, ngài chỉ cần một chút xíu cái khả năng của ngài để mà ngài độ chúng sanh thôi uh, tức là chúng sanh không thể nào mà dùng hết dùng hết cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác thành ra chỉ cần một mình ngài xá lợi phất là đủ rồi cái kiểu như vậy đó không phải là ngài xá lợi phất bằng với thế tôn mà là mình không xài hết khả năng của ngài cái kiểu như vậy đó liên quan đến vấn đề ở phía thăm mát cũng vậy à, những cái vấn đề sâu xa hơn liên quan trong cái phạm trù của một vị chế nạn giác đức, đức thế tôn đâu có dạy mình đâu tại vì à, không cần thiết mình hiểu không tới hiểu không tới à, thành ra là thế tôn chỉ dạy những cái pháp mà loài người có thể hiểu được thực hành được và đi đến sự giải thoát giác ngộ như vậy là đủ rồi đây. Cho nên Thế Tôn là bậc hiểu rõ thế gian và suốt thế gian. Cái pháp nào ở thế gian, pháp nào suốt thế gian Thế Tôn hiểu hết, hiểu hết từ quá khứ, hiện tại, vị lai, trên trời, dĩ đất, thế gian, suốt thế gian ngày hiểu hết nhưng mà ngài chỉ lựa ra những gì mà loài người có thể hiểu và thực hành đưa đến giải thoát giác ngộ mà ngài dạy thôi ai thấy thầm má cũng như vậy cũng chỉ là một phần lá trong cái nắm tay của đức thế tôn ha phải hiểu như vậy tức là ngài biết nhiều lắm ngài biết nhiều lắm chứ không phải là ngài chỉ biết một phần của thế gian này đâu ha ngài là bậc thế gian giải lô cao bi đu tức là ngài hiểu hết hiểu hết toàn bộ những pháp thuộc thế gian và xuất thế gian nha